Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng đến với Sử Việt Aret, nơi mang đến cho bạn những góc nhìn độc đáo về lịch sử, xã hội và đời sống. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một câu chuyện đầy bất ngờ và tranh cãi: nước Mỹ, thiên đường trong mơ, hay chỉ là lời đồn thổi, kênh. Những năm gần đây, không ít người Mỹ nói tiếng Việt trên mạng thường mô tả đất nước này như một thiên đường đúng nghĩa. Theo họ, ở Mỹ, mọi thứ đều miễn phí, từ y tế, giáo dục đến đồ ăn, thậm chí còn được chính phủ bao nuôi toàn diện. Trước những lời mô tả đầy màu hồng ấy, nhiều người Việt đã tin tưởng và khao khát đổi đời. Trong số đó, không ít nghệ sĩ, doanh nhân, thậm chí cả những người đang có cuộc sống sung túc tại Việt Nam cũng quyết định bỏ tất cả để sang Mỹ. Chỉ trong năm 2023, có tới 32.800 người Việt nhập quốc tịch Mỹ, đưa Việt Nam vào top 6 quốc gia có lượng người nhập quốc tịch Mỹ đông nhất thế giới. Vậy, liệu những con số đó có phản ánh sự thật về giấc mơ Mỹ? Trong video này, hãy cùng Sử Việt Aret đi tìm lời giải cho câu hỏi lớn: nước Mỹ có thật sự là thiên đường như nhiều người vẫn nghĩ? Nước Mỹ, cường quốc số 1 thế giới. Năm 2023, GDP của Mỹ đạt tới 27.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm 1/4 nền kinh tế toàn cầu, tiếp tục khẳng định vị thế siêu cường số 1 thế giới. Không chỉ vượt trội về kinh tế, Mỹ còn dẫn đầu về quân sự, đổi mới công nghệ và xuất khẩu văn hóa. Với thu nhập bình quân đầu người 76.375 đô la Mỹ một năm, khoảng 1,9 tỷ đồng, nước Mỹ không chỉ là miền đất hứa mà còn là nơi tạo ra những tỷ phú hàng đầu như Elon Musk, Jeff Bezos hay Bill Gates. Thế nhưng liệu có phải ai cũng chạm đến giấc mơ Mỹ? Thực tế cuộc sống của người Việt nhập cư tại Mỹ. Nếu bạn là một người Việt không biết tiếng Anh, không có bằng cấp được Mỹ công nhận, thì công việc phổ biến thường chỉ xoay quanh làm neo, phụ bếp hoặc công nhân nhà máy. Dù mức lương trung bình khoảng 20 đô la Mỹ một giờ nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng khi cộng dồn chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà, bảo hiểm và cả những ngày nghỉ, thu nhập thực tế không hẳn là mơ ước. Ví dụ, làm việc 8 tiếng một ngày, 30 ngày một tháng có thể mang lại 4.800 đô la Mỹ một tháng, 1,44 tỷ Việt Nam đồng năm. Nhưng ít ai làm đủ ngày, và hầu hết sẽ mất thêm 200 triệu đồng một năm vì nghỉ ngày lễ hoặc những lý do bất khả kháng khác. Không chỉ vậy, cuộc sống tại Mỹ đòi hỏi một cường độ làm việc như trâu bò. Với khoảng cách từ nhà đến chỗ làm thường trên 100 km, việc tự lái xe hàng giờ mỗi ngày là điều không thể tránh khỏi. Ở Việt Nam, buổi sáng bạn có thể thong thả thưởng thức bát phở hay bánh mì, nhưng ở Mỹ, mọi thứ đều phải chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước. Chi phí và những điều không ngờ tới. Dù xe hơi ở Mỹ rẻ hơn nhiều so với Việt Nam, xe mới chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 giá tại Việt Nam, nhưng chi phí bảo dưỡng, bảo hiểm và thuế hàng năm lại rất đắt đỏ. Chưa kể, việc tìm một quán ăn Việt hay một quán phở cũng không dễ dàng, phải di chuyển cả vài chục km vào ngày nghỉ cuối tuần. Cuộc sống đi làm móng ở Mỹ, sự thật đằng sau thu nhập 4.000 đô một tháng. Bạn nghĩ rằng với mức thu nhập 4.000 đô la, khoảng 100 triệu đồng, mỗi tháng từ việc làm móng, cuộc sống sẽ sung túc và dễ dàng. Nhưng hãy nhớ rằng, sống trong xã hội Mỹ, bạn không thể hít không khí để tồn tại. Vậy câu hỏi đặt ra là, với thu nhập 100 triệu đồng một tháng, nghỉ 4 ngày chủ nhật, thực sự để dành được bao nhiêu? Câu chuyện thu nhập, 100 triệu đồng, bánh vẽ hay hiện thực? Trước tiên, hãy phân tích số tiền bạn phải chi trả. Trong số 4.000 đô kiếm được, thuế là khoản đầu tiên phải đối mặt. Mỹ có rất nhiều loại thuế, thuế thu nhập, thuế trường học, thuế cứu hỏa. Đặc biệt, kể cả khi bạn không có con, bạn vẫn phải đóng thuế trường học. Nếu bạn độc thân, thu nhập 4.000 đô sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân khoảng 10%. Nếu bạn có gia đình và người phụ thuộc, con số này sẽ khác. Nhưng dù thế nào, sau khi trừ đi thuế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe, số tiền thực tế bạn cầm tay chỉ còn khoảng 3.200 đô, 80 triệu đồng. Ở Việt Nam, nếu thu nhập 10 triệu mà bị trừ thuế còn 7 triệu, chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh. Nhưng ở Mỹ, chuyện đóng thuế lại là điều hiển nhiên. Người ta thường biện minh rằng, thuế cao thì phúc lợi xã hội cao, trẻ em được đi học miễn phí. Nhưng thực ra, việc đi học miễn phí đó là nhờ thuế trường học mà bạn đóng mỗi năm. Ở Việt Nam, trẻ em hộ nghèo không chỉ được miễn học phí mà còn được cấp bảo hiểm y tế. Trẻ em dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn thậm chí còn nhận được 150kg gạo mỗi năm cùng tiền hỗ trợ thêm 6-7 triệu đồng. Ngoài ra, trẻ em từ 1 đến 6 tuổi đều được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí chi trả 100% viện phí trong danh mục bảo hiểm. Chi phí tối thiểu,
sống cơ bản như một người Mỹ. Tiền lương không chỉ để ngắm, bạn cần chi trả để sống như một con người. Dưới đây là các khoản chi phí cơ bản hàng tháng ở Mỹ. Tiền thuê nhà dao động từ 1.500-3.000 đô, lấy mức thấp nhất là 1.500 đô. Tiền điện 75 đô. Tiền mạng Internet 50 đô. Tiền gas 15 đô. Tiền nước 75 đô. Tiền ăn uống, một ngày chi khoảng 20 đô. 20 đô là giá trung bình một bát phở ở Mỹ. Tổng cộng khoảng 600 đô một tháng. Tổng cộng các khoản này, bạn đã chi khoảng 2.200-2.500 đô một tháng. Và đây là mức chi tiêu tối giản, không hề bao gồm những thú vui như trà sữa, cà phê, xem phim hay đi công viên giải trí, tiền tán gái hoặc giao lưu bạn bè. Để đạt mức chi phí tối giản này, bạn sẽ phải 1. Không nghỉ ngày chủ nhật. 2. Phóng xe hàng trăm km đến siêu thị để mua thực phẩm cho cả tuần và nấu ăn mỗi ngày. 3. Không ăn ngoài. Nếu bạn thường xuyên ăn ở quán, chi phí có thể tăng vọt và 3.000 đô một tháng cũng không đủ. Số tiền tiết kiệm thực sự là bao nhiêu? Sau khi trừ hết các khoản chi phí cơ bản, một tháng bạn sẽ còn dư khoảng 800-1.000 đô, 20-25 triệu đồng. Nhưng để đạt được con số này, bạn gần như chỉ biết làm việc và làm việc. Với những người làm móng ở Mỹ gửi về nhà 20 triệu đồng mỗi tháng, gia đình cần hiểu rằng họ đang sống rất kham khổ, không có chơi bời, không có thư giãn, chỉ đi làm để kiếm tiền. Cái giá của y tế ở Mỹ, cú sốc cho người lao động. Bạn nghĩ rằng với mức thu nhập 3.200 đô một tháng sau khi trừ thuế và các khoản phí, bạn có thể yên tâm sống ở Mỹ. Hãy nhớ, đây là con số lý tưởng, chỉ xảy ra khi bạn cực kỳ khỏe mạnh và không hề ốm đau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không may gặp vấn đề sức khỏe? Nỗi ám ảnh mang tên y tế Mỹ. Không chỉ người Việt sang Mỹ, mà ngay cả người dân bản địa cũng sợ ốm. Tại sao? Vì chỉ cần một lần bệnh nặng, bạn có thể rơi vào tình cảnh khánh kiệt và thậm chí trở thành vô gia cư. Theo thống kê mới nhất năm 2024 của Đại học Harvard, số người vô gia cư ở Mỹ hiện dao động từ 650.000 đến 700.000 người, tăng 12% so với năm 2023 và 48% so với năm 2015. Đáng chú ý, con số này cao nhất từ trước đến nay, với bang California và Washington dẫn đầu. Đây cũng là mức tăng lớn nhất trong vòng một năm kể từ khi số liệu được ghi nhận. Vậy, tại sao lại như vậy? Chẳng phải y tế Mỹ được xem là tốt nhất thế giới hay sao? Và có phải, như lời đồn đại, y tế ở Mỹ là miễn phí? Sự thật, không có gì là miễn phí ở Mỹ. Ở Mỹ, chỉ có người nghèo mới có cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, cho phép khám tại các bệnh viện công. Nhưng ở Mỹ làm gì có bệnh viện công? Hầu hết các bệnh viện đều là tư nhân và thẻ bảo hiểm miễn phí đó chỉ áp dụng cho khám bệnh, chứ không bao gồm chi phí điều trị. Còn nếu bạn có thu nhập ổn định và đóng thuế, thì xin lỗi, bạn không thuộc diện nghèo và sẽ không được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này khiến chi phí y tế ở Mỹ trở thành gánh nặng khủng khiếp với nhiều người lao động. Tai nạn nhỏ, hóa đơn khủng khiếp. Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe, không may đâm nhẹ vào một cột mốc hay gốc cây. Chiếc xe chỉ bị móp một chút, bạn và người ngồi trong xe không bị thương gì đáng kể. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Một cảnh sát sẽ đến hiện trường. Hai xe cứu thương và thậm chí xe cứu hỏa cũng sẽ được điều động. Ba nhân viên y tế sẽ hỏi bạn, bạn có đau hay cần đến bệnh viện không? Nếu bạn chỉ trả lời, tôi cảm thấy hơi đau đầu, hơi bất an, họ sẽ lập tức đưa bạn đến bệnh viện. Lúc này, bạn có thể nghĩ, thật tuyệt vời, dịch vụ ở Mỹ quá nhanh chóng. Nhưng sự thật là, bạn phải trả giá rất đắt cho điều này. Xe cứu thương và cứu hỏa, hóa đơn từ 1.200 đến 1.500 đô mỗi xe, tức là 2.500 đô cho cả hai xe. Khám và xét nghiệm tại bệnh viện, thêm vài ngàn đô nữa. Nằm viện trong vài giờ, nếu bạn ở bệnh viện từ trưa đến chiều, chi phí có thể lên tới 20.000 đô. Chỉ một tai nạn nhỏ, hóa đơn tổng cộng có thể lên tới hơn 25.000 đô, tương đương với cả năm thu nhập của bạn. Bài học đắt giá từ dịch vụ y tế Mỹ. Với mức tiết kiệm tằn tiện 1.000 đô một tháng, bạn sẽ cần vài năm làm việc chăm chỉ để trả hết số tiền đó. Những tưởng giấc mơ Mỹ là thiên đường, nhưng thực tế, chỉ một lần ốm đau hay tai nạn cũng có thể khiến bạn vỡ mộng. Dịch vụ y tế ở Mỹ thực sự tuyệt vời nếu bạn giàu có.
Nhưng nếu bạn là người lao động thu nhập trung bình, thì đây chính là nỗi ám ảnh kéo dài cả đời. Chi phí cao, chất lượng có xứng đáng? Y tế Mỹ nổi tiếng đắt đỏ, nhưng liệu chất lượng có tương xứng? Câu trả lời đôi khi khiến người ta hoang mang. Trường hợp của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ là một ví dụ điển hình. Vốn là một giọng ca nổi tiếng từ chương trình Sao Mai Điểm Hẹn 2004 cùng thời với Tùng Dương, Hoàng Vũ từng sở hữu tài sản bạc tỷ ở Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2019, anh quyết định bán hết gia sản để sang Mỹ định cư, mua nhà và mở quán phở. Tưởng như cuộc sống mới sẽ ổn định, nhưng sau một lần nhổ răng khôn, Hoàng Vũ phải đối mặt với một bi kịch không ngờ, viêm khớp hàm nghiêm trọng. Chi phí phẫu thuật lần đầu đã lên đến 600.000 đô, khoảng 15 tỷ đồng. Dù có bảo hiểm, anh vẫn phải tự chi trả 40% viện phí, tương đương 6 tỷ đồng. Phẫu thuật lần 2 đang chờ đợi và dự tính chi phí không thấp hơn lần đầu. Nếu không còn khả năng chi trả, anh sẽ buộc phải bán nhà ở Mỹ và điều tồi tệ hơn là chưa chắc khỏi bệnh. Hệ thống y tế Mỹ, một mê cung phức tạp. Hệ thống y tế Mỹ được tổ chức theo nguyên tắc bác sĩ gia đình làm trung gian. Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế lại đầy bất cập. Ví dụ, nếu bạn bị đau răng. 1. Chờ đợi lịch hẹn bác sĩ gia đình, mất từ 3 đến 6 tháng. 2. Khám và chuyển tuyến, nếu bác sĩ gia đình không giải quyết được, bạn sẽ nhận giấy giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa. Tiếp đó, bạn phải chờ thêm 6 tháng đến 1 năm nữa để gặp bác sĩ chuyên khoa. Tổng thời gian chờ có thể lên đến hơn 1 năm. Với những căn bệnh như ung thư, chờ đợi quá lâu đồng nghĩa với mất đi cơ hội sống. Đối với các bệnh cấp tính, như đau răng hay viêm phế quản, cơn đau hành hạ trong thời gian chờ đợi có thể khiến người bệnh sống không bằng chết. Ngay cả những bệnh đơn giản như viêm phế quản, một người mẹ Việt ở Nhật đã phải cấp tốc đưa con về Việt Nam chữa trị vì bác sĩ ở Nhật chỉ kê vài viên thuốc hạ sốt nhét hậu môn và yêu cầu về nhà chờ. Tại Việt Nam, đứa trẻ lập tức được điều trị dứt điểm chỉ sau vài ngày. Lựa chọn của Việt Kiều bay về Việt Nam để chữa bệnh. Ngày càng nhiều người Việt ở Mỹ, Anh, Úc, Nhật chọn quay về Việt Nam để chữa bệnh. Lý do: hệ thống y tế trong nước có chất lượng cao, thời gian điều trị nhanh chóng và chi phí hợp lý. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải bay về Việt Nam chữa vết thương khi lưu diễn ở Mỹ. YouTube Thắng Trương đưa bố từ Mỹ về Việt Nam để điều trị khớp. TikToker Thanh Cao đưa mẹ từ Úc về phẫu thuật khớp gối sau 5 năm chờ đợi tại Úc mà không được mổ. Mẹ của Thanh Cao đã chịu đau đớn nhiều năm, nhưng hệ thống y tế Úc vẫn bắt bà chờ đợi. Cuối cùng, anh quyết định đưa mẹ về Việt Nam và chỉ sau một ngày, bà đã được phẫu thuật thành công. Tổng chi phí nằm viện 7 ngày, không bảo hiểm, chỉ 149 triệu đồng, một con số quá rẻ so với giá tại Mỹ hay Úc, nơi chi phí có thể bằng nửa căn nhà. Y tế Việt Nam, tự hào và chất lượng. Người Việt Nam thường có xu hướng đánh giá thấp y tế trong nước, nhưng thực tế, Việt Nam đang là điểm sáng toàn cầu về chi phí, chất lượng và tốc độ điều trị. Thậm chí, không ít bác sĩ giỏi của Việt Nam được mời làm việc tại các bệnh viện danh tiếng nước ngoài. Nhiều người sẵn sàng bỏ tiền sang Mỹ, Singapore để tìm kiếm dịch vụ y tế tốt nhất thế giới, nhưng rồi ngạc nhiên nhận ra rằng chính bác sĩ Việt Nam đang điều trị cho họ, với mức phí gấp 10 lần trong nước. Việt Nam hiện dẫn đầu thế giới trong điều trị các bệnh về tuyến giáp, xương khớp, ghép gan, ghép tim. Thậm chí, không chỉ Việt Kiều, mà cả người Mỹ, châu Âu, Nhật Bản cũng tìm đến Việt Nam để chữa bệnh. Một sự mỉa mai đắt giá. Hệ thống y tế Mỹ dù được xem là hiện đại nhưng lại thiếu đi sự phối hợp liên ngành. Bác sĩ nha khoa có thể nhổ răng rất giỏi, nhưng không đủ kiến thức về khớp hàm, dẫn đến những hậu quả như Hoàng Vũ phải chịu đựng. Ở Việt Nam, trước khi phẫu thuật, các bác sĩ thường hội chẩn để đưa ra phương án điều trị tối ưu. Nhưng ở Mỹ, việc phải chờ đợi hàng năm để gặp bác sĩ chuyên khoa khiến việc hội chẩn gần như không thể xảy ra. Điều này đã tạo nên một lỗ hổng lớn trong hệ thống y tế tưởng chừng như hoàn hảo này. Kết lại, nếu bạn không phải tỷ phú hay triệu phú và không muốn bán nhà để chữa bệnh, thì lựa chọn quay về Việt Nam có lẽ là phương án tối ưu nhất. Giấc mơ Mỹ, thiên đường hay cạm bẫy? Hiện nay, tỷ lệ vô gia cư tại Mỹ đang chạm mức cao kỷ lục. Ngoài nguyên nhân từ nền y tế đắt đỏ khiến nhiều người mất khả năng chi trả, một yếu tố lớn khác là thuế nhà đất quá cao. Ở Mỹ, mỗi bang áp dụng mức thuế nhà đất khác nhau, dao động từ 1,4% đến 4% giá trị căn nhà mỗi năm. Hãy tưởng tượng bạn sở hữu một căn nhà trị giá 100 tỷ đồng, khoảng 4 triệu đô la,
thì mỗi năm bạn phải đóng thuế lên đến 4 tỷ đồng. Nếu chẳng may rơi vào tình cảnh thất nghiệp vài năm, không có nguồn thu nhập, căn nhà mơ ước của bạn cũng sẽ phải bán đi, và cuộc sống vô gia cư trở thành hiện thực nhanh hơn bạn nghĩ. Mỹ có thật sự là thiên đường? Có lẽ không ít người từng đặt câu hỏi này khi nghĩ đến nước Mỹ. Đây là nơi mà ai cũng có thể sở hữu súng, nhưng đồng thời, nguy cơ trở thành nạn nhân của súng đạn cũng cao đến mức đáng lo ngại. Hãy tưởng tượng, bạn đang lái xe và bị cảnh sát dừng lại. Cảnh sát yêu cầu bạn bước xuống xe, giơ tay lên và nói, "Keep your hands up." Nếu bạn lơ ngơ hỏi lại hoặc vô ý thò tay vào túi, rất có thể bạn sẽ ăn đạn ngay lập tức, không kịp trăn trối câu nào. Tối đến, bạn muốn ra ngoài dạo chơi, nhưng nỗi lo sợ lạc vào khu vực nguy hiểm hay gặp phải những người bố đời mang súng luôn ám ảnh trong đầu. Thậm chí, nếu lỡ có va quẹt xe nhẹ một chút, lời xin lỗi không chỉ là phép lịch sự mà có thể là hành động cứu mạng, bởi hơn 400 vụ xả súng diễn ra mỗi năm ở các trường học hoặc nơi công cộng. Mối quan hệ láng giềng ở Mỹ cũng khác xa với khái niệm tối lửa tắt đèn có nhau mà người Việt quen thuộc. Ở đây, nếu bạn gây ồn ào hoặc xả rác làm phiền hàng xóm, đừng mong một lời nhắc nhở thân thiện. Thay vào đó, giấy triệu tập từ tòa án có thể đến gõ cửa nhà bạn bất kỳ lúc nào. Cuộc sống nơi thiên đường. Ở Mỹ, không có khái niệm nhà mặt tiền, bởi nhà nào cũng nằm sát mặt đường. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng điều đó mang lại sự tiện lợi. Nếu bạn muốn trồng rau, trồng cây ăn quả và bán nông sản trước cửa nhà mình, bạn sẽ phải đối mặt với hàng loạt thủ tục, kiểm nghiệm tồn dư thuốc trừ sâu, an toàn vệ sinh thực phẩm, cùng nhiều vấn đề liên quan đến thuế. Ngay cả việc làm bánh tại nhà cũng không đơn giản. Nếu bạn có tài làm bánh mì ngon hay món phở gia truyền, bạn không thể mở một quầy nhỏ bán ngay tại nhà như ở Việt Nam. Ở Mỹ, tất cả sản phẩm buôn bán đều phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt và phải thông qua hệ thống siêu thị hoặc cửa hàng chính thức. Với một loạt quy định ngặt nghèo, những điều tưởng chừng như rất đổi bình thường ở Việt Nam lại trở thành điều bất khả thi ở Mỹ. Một thực tế phũ phàng. Nước Mỹ, trong mắt nhiều người, vẫn là biểu tượng của sự tự do và cơ hội. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó là hàng loạt bất cập và những nỗi lo không hồi kết. Từ việc đối mặt với thuế nhà đất cao ngất ngưỡng, nguy cơ mất nhà vì chi phí y tế, đến sự bất an trước vấn nạn súng đạn và hệ thống quy định rối ren trong cuộc sống hàng ngày, giấc mơ Mỹ đôi khi hóa thành cơn ác mộng với không ít người. Vậy, Mỹ có phải là thiên đường như chúng ta vẫn thường nghĩ? Câu trả lời, có lẽ, tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Nước Mỹ không chỉ toàn điểm tiêu cực, mà còn có nhiều điểm tích cực đáng ghi nhận. Thu nhập bình quân đầu người tại Mỹ ở mức cao. Dân số đông, khả năng tiêu thụ hàng hóa lớn. Trình độ phát triển công nghệ và công nghiệp thuộc top đầu thế giới. Mỹ giống như một đại dương rộng lớn với nhiều tài nguyên, ai chăm chỉ và có đầu óc làm ăn đều có cơ hội thành công. Thành công ở đây thường đến rất nhanh nếu biết tận dụng cơ hội. Chẳng hạn, Vương Phạm, người đến Mỹ từ năm 16 tuổi, đã đạt được khối tài sản hàng triệu đô nhờ sự cần cù và tư duy nhạy bén. Anh còn tham gia lĩnh vực bất động sản, xây nhà bán cho người dân địa phương. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công như Vương Phạm. Đa số người Việt ở Mỹ phải làm việc cực lực để chi trả các khoản phí như tiền nhà, tiền sinh hoạt. Cuộc sống ở Mỹ rất nhiệt độ, đầy áp lực. Nhưng nếu biết cố gắng và chi tiêu hợp lý, thu nhập mỗi năm hoàn toàn có thể vượt 1 tỷ đồng. Chẳng hạn, nếu một gia đình 4 người sống chung một nhà, chi phí sẽ giảm đáng kể. Sau vài năm làm việc tích lũy, mang tiền về Việt Nam sẽ đủ sống sung túc và an nhàn lúc tuổi già. Tóm lại, dù ở Mỹ hay bất kỳ nơi đâu, sự chăm chỉ và nỗ lực luôn là yếu tố quyết định. Những ai lười biếng hay ỷ lại thì ở đâu cũng khó lòng khá lên được. Vậy đâu mới là thiên đường? Với tôi, thiên đường không ở đâu xa xôi, mà chính là Việt Nam, nơi tôi được sinh ra, lớn lên và gắn bó với văn hóa, ngôn ngữ của chính mình. Sáng thức dậy, tôi có thể thưởng thức những món ăn quen thuộc như xôi, phở, hay tự tay nuôi gà, trồng rau. Nếu thích, tôi mang ra bán mà chẳng cần xin phép ai. Cuộc sống tự do ấy thật đáng quý. Ở Việt Nam, y tế cũng rất tiện lợi và chi phí thấp. Đi khám chỉ mất một buổi sáng là xong, từ siêu âm, xét nghiệm đến nhận kết quả. Không phải tự nhiên mà người nước ngoài tìm đến Việt Nam để chữa bệnh, bởi dịch vụ vừa tốt vừa tiết kiệm. Mỗi quốc gia đều có những điểm mạnh riêng, và đối với tôi, một đất nước nơi người dân được tự do, an cư, làm ăn thuận lợi chính là thiên đường. Một số người có thể thắc mắc,
Nếu Việt Nam là thiên đường, tại sao năm 2023 vẫn có hơn 32.800 người rời bỏ để sang Mỹ? Câu trả lời rất đơn giản, ai cũng có quyền lựa chọn con đường riêng, và con số này thật ra không đáng kể so với tổng dân số Việt Nam. Hãy nhìn theo chiều ngược lại. Theo số liệu từ Bộ Công an, năm 2023, có tới 12 triệu lượt người nước ngoài đến Việt Nam, tăng hơn 8,6 triệu so với năm trước, một con số đáng kinh ngạc. Trong số đó, rất nhiều người đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Tây Ban Nha, thậm chí cả châu Phi. Họ đến đây không chỉ để du lịch mà còn để sinh sống và làm việc. Những khu định cư người Hàn, người châu Phi hay người Tây Ban Nha đang ngày một mở rộng. Nhiều người Việt từng bỏ xứ ra đi khi đất nước còn khó khăn, như ca sĩ Bằng Kiều hay Huy MC. Thế nhưng, ở Mỹ, họ không tìm được chỗ đứng và cuối cùng lại quay về quê hương. Bằng Kiều đã trở về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp, còn Huy MC thì chẳng còn mấy tiếng tăm. Việt Nam giờ đã khác xưa. Không chỉ có người Việt làm ăn phát đạt, mà người nước ngoài cũng đến đây kiếm sống. Chẳng hạn, nhiều người châu Phi đã chọn Hà Nội để làm công việc bốc vác, với thu nhập đủ nuôi gia đình lớn, điều mà họ không thể làm được ở quê nhà như Somalia hay Ethiopia. Thậm chí, rất nhiều người nước ngoài khao khát nhập quốc tịch Việt Nam để có quyền sở hữu đất đai hay tài sản, nhưng điều này vô cùng khó khăn. Theo số liệu từ Bộ Tư pháp, năm 2024, chỉ khoảng 2.100 trường hợp được duyệt, bao gồm nhập, thôi, hoặc trở lại quốc tịch. Con số này quá nhỏ so với 12 triệu người nước ngoài đến Việt Nam hàng năm. Vậy nên, các bạn hãy trân trọng quốc tịch Việt Nam của mình. Một khi đã từ bỏ, việc quay lại khó chẳng khác nào hái sao trên trời. Nhiều người từng rời đi vì hôn nhân hay cơ hội mới, nhưng khi gặp khó khăn, bị ngược đãi, họ nhận ra quê hương mới không như mơ. Đến lúc muốn trở về, lại chẳng dễ dàng như lúc ra đi. Việt Nam, nơi tự do, bình yên và đông đầy cơ hội, với tôi, chính là thiên đường đích thực. Kết luận: nước Mỹ, với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, công nghệ và văn hóa, vẫn là nơi mang lại nhiều cơ hội cho người nhập cư. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ không phải là con đường trải đầy hoa hồng như nhiều người nghĩ. Chi phí sinh hoạt cao, áp lực công việc lớn, cùng những bất cập trong hệ thống y tế và an sinh xã hội, tất cả đều đặt ra những thách thức khắc nghiệt. Để thành công tại Mỹ, bạn cần có sự chuẩn bị kỹ càng, năng lực cạnh tranh cao và tinh thần kiên định. Trong khi đó, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, không chỉ về kinh tế mà cả trong lĩnh vực y tế và phúc lợi xã hội. Đôi khi, điều chúng ta cần không phải là chạy theo một giấc mơ xa xôi, mà là biết trân trọng những giá trị đang hiện hữu ngay trước mắt. Nếu bạn đang mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy tự hỏi, mục tiêu thực sự của bạn là gì, và bạn đã sẵn sàng đánh đổi những gì để đạt được điều đó. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng, đối chiếu thực tế với kỳ vọng, và luôn trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, cùng một tinh thần cầu tiến. Dù lựa chọn của bạn là ở lại Việt Nam hay đi đến một chân trời mới, hãy nhớ rằng, thành công không phụ thuộc vào nơi bạn đến, mà nằm ở sự nỗ lực và bản lĩnh mà bạn mang theo. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên bấm thích, chia sẻ video, để lại ý kiến bình luận và đăng ký kênh Sử Việt AZ để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị khác. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.